Kính thưa quý vị, sau một thời gian rất là dài à, nghiên cứu và chế tạo, công ty Luraco xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị chiếc ghế massage mới nhất đó là Legend L Track. Thưa quý vị, chúng tôi gọi là L Track là vì quý vị biết rằng cái hệ thống đấm bóp L Track dài nhất trên thế giới hiện nay là cái kỹ thuật này thưa quý vị mới sau này thôi còn trước đây thì không có tức là hệ thống đấm bóp 3D đó thưa quý vị, nó đi xuống dưới bắp chân của chúng ta luôn, tức là nó đi qua cái bàn tòa và đi xuống dưới bắp chân trên cơ thể của chúng ta. Như quý vị được biết là có rất nhiều cái huyệt đào thần kinh. Đó và trong thời gian qua, chúng tôi đã làm việc với rất nhiều cái tổ chức châm cứu đó, nghiên cứu trên cơ thể của con người. Chúng tôi mới làm việc với họ và tìm hiểu thêm rất là nhiều. Do đó khi kỹ sư của công ty Luraco chế tạo ghế massage thì chúng tôi luôn luôn tìm hiểu, thử xem cái chỗ nào là huyệt đào gì trên con người chúng ta để rồi chúng tôi chế tạo một cái ghế mà nó mang tính vật lý trị liệu hiệu quả nhất cho người sử dụng. Thú vị cho đến giờ phút này thì trên thị trường chỉ có công ty Luraco là công ty duy nhất có những cái bằng chứng khoa học để chứng minh rằng cái ghế massage Luraco là có tính năng vật lý trị liệu hiệu quả và giảm stress À, một cách rất là tốt, thú vị đó là một cái report Của trường đại học Weber State University của tiểu bang Utah Cái khoa nghiên cứu về stress đó họ đã nghiên cứu trên rất là nhiều sinh viên thưa quý vị à, cho đến giờ phút này thì họ đã nghiên cứu trên 3.000 sinh viên rồi thì kết quả rất là tốt và cho thấy rằng cái ghế massage của công ty luraco nó có những cái chức năng vật lý trị liệu mà đến giờ phút này chỉ có ghế luraco mới có được cái bằng chứng nó thôi còn thưa quý vị những ghế khác trên thị trường chúng ta thấy giống 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 nhau nhưng cái kỹ thuật đấm bóp và những cái nơi đấm bóp đó thưa quý vị nó hoàn toàn khác nhau nha thưa quý vị không giống nhau chúng ta cứ tưởng rằng à chiếc xe nó chạy trên đường à, chiếc nào cũng bốn bánh rồi hai cửa hay là bốn cửa nhưng mà thưa quý vị bên trong nó khác nhau chúng tôi khi mà chúng tôi đo đó thì chúng tôi căn cứ vào thưa quý vị cái lưng của người này là chừng này lưng người kia chừng này thì cái huyệt đào đó, nó nằm ở đâu thưa quý vị chúng tôi nghiên cứu rất là nhiều quý vị thấy đằng sau lưng của lê thành đây quý vị thấy đây là những cái sơ đồ mà những cái huyệt đào của chúng ta nằm ở đâu thì lê thành và các anh em uh, trong công ty Luraco đặc biệt là những người kỹ sư nghiên cứu rất là kỹ đó thưa quý vị có thể chúng ta không có biết nhưng mà thưa quý vị đây là những cái khoa học mà chúng tôi mua từ những cái uh, tổ chức y tế đó thưa quý vị quý vị thấy đây ví dụ như uh, quý vị có ngờ không là ví dụ ở trên uh, trên vai của chúng ta có một cái huyệt mà nó ảnh hưởng đến phổi đó rồi trên ngay ở trên cái mắt À, của chúng ta trên này thì có một cái huyệt nó liên quan đến à, cái stomach tức là cái bao tử của chúng ta còn cái đốt xương sống của chúng ta sau lưng mà chúng ta không hề để ý cứ nghĩ rằng là cái đốt xương sống là nó chỉ giúp cho con người chúng ta đứng thẳng đó thôi nhưng mà thực ra có những cái đốt nó liên quan có những cái thời dây thần kinh nó đi ra ở cái đốt xương sống nó liên quan đến lục phủ ngũ tạng của chúng ta ví dụ như cái đốt mà th tức là th5 đó thú vị nó có liên quan đến vấn đề là quy thủy là liver tức là gan nè đó rồi phổi nè tim nè, rồi xuống đây là kidney là thận này, đó, thú vị đây. Ví dụ như TS12, TH TS11 TH thì những cái chỗ này nó liên quan đến kidney tức là thận của chúng ta. Ví dụ như đây là à, hai bàn tay của chúng ta. Thú vị cái đây là bàn tay trái và đây là bàn tay phải. Thì chúng ta tưởng nó giống nhau nhưng không phải. Ví dụ bàn tay trái ở cái vùng này là à, kidney tức là thận và đây là bao tử. Nhưng mà bên bàn tay phải của chúng ta đó thì cái vùng này là gan, liver là gan đó còn vùng này là thành đó và cái uh, cái chỗ này là ảnh hưởng đến cái tai thính giác của chúng ta đó còn bên trên này là ảnh hưởng đến đầu do đó khi mà chúng ta bị nhức đầu á quý vị nhớ nha quý vị cứ bấm đầu mấy cái đầu ngón tay này, nè nó cũng đỡ nhức đầu đó thưa quý vị cái đó là có thật nhiều người cứ nghĩ rằng ôm mặt xa cho nó vui nhưng mà thưa quý vị không có phải lê thành kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện là có cái ông mỹ thưa quý vị ông đi travel rất là nhiều một hôm thì ông đang chờ máy bay ở phi trường thì ông thấy có mấy cái ghế massage đó thì ông mới tò mò ông nói tại sao mà thấy người ta cũng đi vô đi ra trả tiền ngồi trên ghế massage thì ông lên ông ngồi thử trên cái ghế massage đó và thưa quý vị một điều rất là ngạc nhiên sau khi ông bỏ 10 đồng hay 12 đồng với ông massage xong đó thì cái chuyến bay đó ông bay từ đây qua bên Washington thì ông thấy rằng á nó nhẹ nhàng nó khác hẳn với tất cả những cái chuyến bay mà trước đây ông ta đi là ông lên máy bay ông ngủ một giấc thật dài và ông đi xuống thì con người ông rất là nhẹ nhàng nhất không như trước nữa từ hồi đến giờ ông nói là ông không có tin thưa việc khi ông gọi vào công ty Luraco và ông kể chuyện đó thì ông lên mạng ông tìm hiểu thì ông tìm hiểu thì ông thấy quả wow, cái thị trường ghế mà này nó cũng xôm tù ha nó cũng rồn ràng ha thế là ông tìm hiểu tất cả và ông thấy ghế mà của Luraco trên mạng thế là ông làm hèn với luraco thì cái bữa đó ông bay về lại đây ông làm việc thì ông đến ngay công ty luraco và ông tìm hiểu và ông kể lại cái câu chuyện của ông Thưa quý vị, lúc đầu ông nói ông không có tin và ông bao nhiêu lần đi travel ông không hề để ý đến cái ghế massage. Nhưng lần này ông thấy Thành đã khi tới công ty Luraco, ông thăm công ty Luraco và ông thấy những cái nghiên cứu của chúng tôi, ông tin hơn và ông mua cái ghế ngay tại chỗ đó thưa quý vị. Đó là một cái câu chuyện. Còn ngoài ra, Lê Thành cũng nhận được rất là nhiều điện thoại cũng như là ra ngoài gặp anh chị em, cô dì, chú bác thì trò chuyện nói là có người thưa quý vị nói trước đây cô dùng cái ghế massage của các công ty khác cô không, không hiểu sao mà đến khi cô dùng cái ghế mà của Lura cô mới được có 6 tháng thôi mà cái chân của cô nó khác hoàn toàn à, nó khác hoàn toàn nó không dư như, như những cái ghế massage khác mà cô đã dùng là 3 bốn năm trước đây à, đến khi dùng ghế Lura cô chỉ có 6 tháng thôi mà thấy kết quả nó rất là 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 là, là tốt thú vị thì Lê Thành mới nói thưa cô nhìn giống nhau nhưng mỗi cái ghế nó có một cái kiểu đấm bóp khác nhau và đặc biệt bây giờ là có cái foot roller đó thưa quý vị đó là mới ra sau này thôi nó cuồn nó cào giữa cái lòng bàn chân của chúng ta và quý vị biết là dưới lòng bàn chân của chúng ta có rất là nhiều cái huyệt đào thần kinh có huyệt liên quan đến uh, gan có huyệt liên quan đến bao tử do đó khi mà chúng ta mà khởi động được thường xuyên và khởi động các cái huyệt thần kinh thì như thế nào máu huyết lưu thông thần kinh sảng khoái thì thưa quý vị máu huyết trong con người chúng ta là giống như dầu trong xe của quý vị đang chạy thôi thưa quý vị nếu xe quý vị chạy dầu mỡ đầy đủ lưu thông tốt thì cái máy nó vận hành được lâu dài còn nếu chúng ta mà à, nó bị nghẽn dầu nó bị nghẽn nước nó bị nghẽn chỗ nào đó thì máy nó chạy một hồi nó sẽ bị thưa quý vị hư hại rất là nhanh à, chúng ta chống già hơn do đó khi mà quý vị nằm trên ghế massage thì thưa quý vị nó được đấm bóp thần kinh sảng khoái, máu huyết lưu thông, ngủ một giấc thật dài thì thú vị đó là một cái điều quá tốt và chúng ta cái sức khỏe của chúng ta sẽ được im ru rất là nhiều đó thưa quý vị. Bây giờ trở lại chiếc ghế Legend của công ty Luraco. Thưa quý vị, chúng tôi gọi là L track là đã thưa với quý vị rồi. Và đây là có hai cái layer của cái gối đó thưa quý vị. Nếu quý vị cảm thấy rằng những người mà thưa quý vị xin lỗi quý vị nhé, là lưng chúng ta vì tuổi tác nó hơi gù gù đó thì chúng ta có thêm cái gối này nữa để nó support. Còn người nào mà lưng thẳng á quý vị có thể lật cái gối lên. Đó và quý vị muốn đấm bóp mạnh hơn nữa, nữa thì ta cứ lật cái gối lên thì nó sẽ đấm bóp vào trong hai cái gáy của chúng ta thật là mạnh. Và khi chúng tôi chế tạo thì chúng tôi đã nghiên cứu rồi. Đây là cái vai á thì vì là người cao, người thấp đó người cao người thấp cho đó chúng tôi phải chế cái cái vai này nè mà nó chuyển được à, người cao thì đẩy lên người thấp thì chuyển xuống và thưa vị một điều quan trọng nữa là cái tay đó thì quý vị thấy là khi mà chúng ta bỏ cái tay vào đây massage đó là bây giờ nó massage nguyên cả cánh tay đây là bàn tay nè và cánh tay này lên đây là bắp tay thưa vị thì chúng tôi biết rằng có người à, thì to con người thì nhỏ con do đó cái bắp bắp tay này này có thể chuyển ra chuyển vào được nghe thưa quý vị đó chuyển ra chuyển vào người nhỏ con thì nó sẽ tự động nó rút vào người lớn thì chuyển ra vai cao vai thấp thưa quý vị còn khi tất cả rất là nhiều cái chức năng trên cái ghế massage của công ty Luraco nhiều lắm thưa quý vị quý vị có thể là xây cái profile cho riêng từng người trong gia đình chứ không phải một lần lên cứ scan hoài thưa quý vị người thì cao người thấp ví dụ bố thì là lớn tuổi rồi thưa quý vị muốn massage kiểu khác rồi đứa con thì nó trẻ, nó 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 còn chơi sport được, nó muốn kiểu kiểu khác, cái lưng nó dài hơn. Thú vị sau khi mà nó scan xong, quý vị xây lại cái profile đó theo cái body của mình, theo cái sở thích của mình, quý vị mở lên tới mở ra. Theo cái profile của mình thì cái đó thú vị không có gì mà nó bằng và rất là tiết kiệm rất là nhiều thời gian và nó còn rất là nhiều cái chức năng trong chiếc ghế massage này mà thú vị trong có vài phút thôi chúng tôi không có thể nói hết được cho quý vị. Thì xin quý vị khi cần một cái ghế massage Quý vị hãy gọi cho công ty Luraco chúng tôi sẽ giải thích thêm và cái showroom của Luraco luôn luôn mở ra để đón chào tất cả quý vị không cần phải mua. Thì thú vị quý vị tới thử cũng được quý vị có nói thẳng là tôi chưa muốn mua, tôi chưa có ready để tôi mua nhưng tôi muốn thử thử coi cái ghế nó như thế nào. Chúng tôi sẵn sàng đón nhận quý vị và quý vị cứ đến để mà thử cái ghế massage của công ty Luraco nha thưa quý vị. Và thú vị một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn quý vị à, trong thời gian qua đã ủng hộ công ty Luraco chúng tôi và thú về một điều mà Lê Thành muốn nhắn gửi với quý vị, mà Lê Thành cũng đã từng nói rất là nhiều thu về bán ghế massage hay bán một cái sản phẩm nào ai cũng nói tốt cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên cái nói thì nó đi với cái bằng chứng. Ví dụ như nói về an toàn thì ghế của Luraco được UL, World Top về safety thì những ghế khác có có hay không quý vị nên nhớ an toàn càng cao thì chất lượng càng cao chứ không đi ngược lại như vâng rồi quý vị nói ghế của quý vị là tốt nhất quý vị có cái bằng chứng gì trên tay về khoa học do một cái tổ chức uh, nào uh, là là kiểm tra hay không đó giống như luraco chúng tôi có trường đại học mà quý vị chúng tôi cái trường đại học này là may mắn được người ta dùng cái ghế luraco người ta kiểm tra thôi cho chúng tôi có tiền bạc không thể nào mua được thưa quý vị không thể nào mua được một cái report như vậy đó thưa quý vị đó rồi à, nói về khoa học kỹ thuật thì à, kế của anh có có được những cái bằng chứng tân tiến như bây giờ không Food roller rồi à, xây được cái profile l track đó rồi music nói được tiếng anh tiếng việt tiếng pháp tiếng nhật tiếng hàn quốc tiếng tây ban nha hay không rồi thưa về vị nó có quá nhiều quá nhiều mà chúng tôi không thể nào nói hết được quý vị thì khi quý vị quyết định đầu tư tiền bạc vào cho sức khỏe của chúng ta thì nên cân nhắc kỹ càng hơn chứ chúng ta không nên à tôi nghe nó tốt nhất tôi nghe tốt nhất nhưng mà cái tốt nhất này nó chung quá nó chung chung quá à chúng ta không có biết là nó tốt như thế nào cho nó đó ví dụ cái khoa học kỹ thuật bây giờ là foot roller cuộn lòng bàn chân cào cái lòng bàn chân khởi động cái cái lòng bàn chân của chúng ta giống như quý vị đã từng đi mà foot rồi mà xa đấy trước đây là cái túi e túi e thì nó cứ ấn 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 giữa cái lòng bàn chân đây lòng bàn chân nhé thì nó cứ ấn ấn túi e để đâu có thú vị nó hiệu quả cái gì nhưng nếu cái người mà mà xa cho chúng ta đó người ta dùng cái cái cái, gì cứng cứng đó khi thì người ta dùng cục đá khi thì người ta dùng cái ngón tay người ta như thế này nè người ta ấn với cái huyệt với lòng bàn chân của chúng ta đó đã vô cùng nó thua quý vị quý vị bước ra rồi thấy con người trời ơi nó nhẹ làm sao cái bàn chân chúng ta nó nhẹ làm sao tôi vị đó là lý do mà cái food roller hiện tại bây giờ nó làm việc giúp cho chúng ta và cái này mới sau này đó thưa quý vị. Quý vị hãy thử đi, chúng tôi có rất là nhiều người mà nếu quý vị muốn à cho tôi nghe, tôi nói chuyện trực tiếp với một người nào mà có hoàn cảnh giống như tôi, à, cái chân bị bài liệt hay là thú vị cái chân bị tiểu đường, À, mà bây giờ nó không còn nhạy cảm nữa hay là à, cái lưng mà bàn tòa sau này nó bị đau mà bây giờ nó bớt thì tôi có cái trường hợp như vậy có ai cho tôi nói chuyện chúng tôi cũng có những người để mà quý vị cứ trực tiếp nói chuyện với họ thì quý vị sẽ biết ngay là cái hiệu quả của ghế massage luraco nó như thế nào một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều